Có chuyện gì nói cho tao nghe. Tụi ăn chay em với ăn xe cô đang hiếp tao nữa kìa. Mẹ tụi nó suốt ngày ăn không người rồi rảnh ăn hiếp con ta không à? Ôi 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 ôi, mày bình tĩnh lên đi Doraemon. Mày mà lấy súng giết bọn nó là mày gỡ lịch trù đích mỗi tay luôn á Doraemon. Mày muốn đi tù hả? Hay mày có món bảo bối gì lấy ra cho tao mượn đi. Mày nè, bảo bối cái đầu mày lớn tổng ngọng như vậy rồi mà suốt ngày cứ mượn bảo bối của tao xài hoài là sao hả? Thức tỉnh đi mày. Lần này cứ nghe lời tao quýnh tụi nó một trận cho chừa. Có bà mẹ tin mày, em trai tin mày, có mình tao là không tin mày thôi. Mày phải mạnh mẽ lên chứ Nobita. Thử nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng bị ăn đập. Mày cứ thử lần cuối cùng đi, đứa nào bị ăn đập. Mày cứ yên tâm đi, lần này tao sẽ hỗ trợ mày hết mình. Đi, đi chơi tụi nó. Ủa Doraemon, rốt cuộc là mày muốn hỗ trợ tao như thế nào vậy hả Doraemon? Tao sẽ hỗ trợ mày nói chuyện, mày cứ việc nói cho đã đi. Tao sao tao nói phụ cho, yên tâm. Lỡ như nó đập tao nữa làm sao mày? Tao đập mày trước á nghe Nobita. Tụi nó kìa. Mày biết trang massage3miền.net không? Biết. Rồi bây giờ tính làm sao nữa hả Doraemon? Bây giờ mày cứ gọi lớn tên nó cho tao. Ừ. Ê chai em. Ê hàng chai em lòi rúng. Mày mới vừa nói cái hàng nào lòi rúng hả Nobita? Cái rúng của chai em nó bị lòi mất mới như mày nói đến lòi rúng. Mỏ mày nhộ mà còn đớt nữa hả cô? Ê Doraemon, mày nói gì nữa đi. Nói cái quần gì? Hồi nãy mày nói bè theo tao mà. Nhanh nhanh đi Nobita, mày mà chậm quá hàng chai em nó lấy cái rúng này nó thắt cổ mày á. Tao thắt luôn cái mỏ mày nghe. Thắt cái quần què. Chuẩn bị đi chết đi mấy cái thằng cờ hó. Cờ hó. Ê cái thằng kia mày nói ai cờ hó đó hả mày? Tao nói mày nói cái hàng quần què hát dở như cờ hó vậy á. Chạy anh, hôm nay tao quyết khô máu với mày nè. Chết đi. Ủa sao tao quýnh mạnh gì mà mày không té vậy? Đánh như cái quần què vậy mà cũng đòi đánh. Chạy em đánh ngu vi lờ luôn á. Kể từ giờ về sau cấm nhờn với bố nghe không? Nhờn cái quần què có ngon lại đây đánh tao tiếp nữa nè mày. Hát đã dở đúng đại lội mà quýnh còn yếu nữa. Tao không có nói gì nha cha em, tao không phải tao. Ý mà có tao đi theo rồi mà cũng không có giải quyết được gì, mày đúng là yếu thiệt á. Kể từ ngày hôm nay tao sẽ lên kế hoạch. Tập tạ đi mày. Ok, bây giờ sẽ kiểm tra mày thể hiện cho tao coi. Cơ bắp ok, dẻo dai ok, tinh thần ok, sức mạnh ok, good. Ok, bây giờ tao thấy mày thành tài rồi đó Nobita. Mày có thể thực hiện ước mơ của mày ngay từ bây giờ được rồi. Bây giờ đi kiếm chị Anisiko quýnh đi mẹ nó cho tao. Mày cứ việc móc 6 cái mũ quýt ra chọi thẳng vô hai cái băng mặt nó vậy là được rồi, hiểu chưa?